Sau đây tôi xin phép được trình bày nét rất là cơ bản về rối loạn thái dương hàm và một số cái kiến thức cập nhật về cái rối loạn thái dương hàm. Vâng, rối loạn thái dương hàm thì đây là một cái tập hợp các cái rối loạn liên quan đến khớp thái dương hàm, các cơ nhai và các cái cấu trúc có liên quan. Từ những năm 30 của thế kỷ trước thì Coston đã tìm ra cái mối liên hệ giữa một số triệu chứng ở tai như đau khớp thái dương hàm, nghe kém, ù tai với cái rối loạn khớp cắn mà chúng ta thường quen gọi là hội chứng Coston. Thuật ngữ rối loạn thái dương hàm thì không chỉ là vấn đề xảy ra khớp thái dương hàm mà còn bao gồm các cái chức năng của cơ thể, bao gồm có răng, khớp thái dương hàm dưới, các cấu trúc. Ở đây chúng ta quan tâm nhiều đến cái một số cấu trúc như là răng, thì người trưởng thành chúng ta có 28 như ăn nhai, thẩm mỹ, vân vân. Về khớp thái dương hàm thì đây là một cái khớp đồng duy nhất ở trên vùng hàm mặt, ô sau đĩa, một số cái dây chằng, bao khớp, vân vân. Chúng ta có hai khớp thái dương hàm hai bên, đúng không ạ? Về cơ nhai thì các cơ nhai cũng khá là phong phú, bao gồm các cơ liên quan đến các cái vận động của hàm dưới trong các cái hoạt động chức năng, bao gồm nhiều cơ, ví dụ như là cơ thái dương, cơ chân bướm ngoài, cơ chân bướm trong, cơ cắn, cơ nhị thân, vân vân. Cái khớp thái dương hàm của chúng ta chuyển động nó bao gồm cái chuyển động của xương hàm dưới, ở đây cụ thể là cái phức hợp lồi cầu đĩa khớp, và khi mà chúng ta há miệng, ngầm miệng hoặc là cử động hàm dưới sang hai bên thì phức hợp lồi cầu đĩa khớp này sẽ di chuyển cùng nhau. Ở trên thế giới thì cái tỷ lệ rối loạn thái dương hàm nó vào khoảng độ 40-60%, nó có khác nhau với cái con số cụ thể bởi vì là các cái nghiên cứu người ta thực hiện trên các cái nhóm đối tượng khác nhau và có các cái tiêu chí chẩn đoán khác nhau. Hiện nay thì cái tiêu chí chẩn đoán rối loạn thái dương hàm trong nghiên cứu hay sử dụng đấy là RDC, TMD cho thấy cái tỷ lệ người đau cơ nhai là khoảng 13%, rối loạn nội khớp là 16% và khoảng 9% là rối loạn đau khớp thái dương hàm nói chung. Ở nước ta thì tỷ lệ rối loạn thái dương hàm nó cũng khá là cao, và theo một số nghiên cứu thì tỷ lệ từ trung bình tới nặng nó chiếm khoảng độ 20%, và cái con số này cũng có xu hướng tăng lên. Cái rối loạn thái dương hàm thì gặp ở người trưởng thành, trẻ tuổi và trung niên nhiều hơn là trẻ em và người già, và người ta cũng thấy là ở nữ thì nhiều hơn khoảng 2 lần so với nam giới. Và trong các nghiên cứu cho thấy là có khoảng 3,6-7% người mắc bệnh là cần phải điều trị các cái rối loạn thái dương hàm. Như thế thì chúng ta thấy là cái rối loạn thái dương hàm cũng rất là phổ biến và nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cuộc sống hàng ngày. Về bệnh căn, trước đây thì người ta coi sai khớp cắn là cái nguyên nhân chính cơ bản, bởi vì là nó gây cản trở bên làm việc, bên không làm việc, rồi có những cái chênh lệch giữa tương quan tâm và lồng mũi tối đa. Tuy nhiên hiện nay thì các cái nghiên cứu cho thấy là khớp cắn không phải là yếu tố duy nhất và cũng không phải là yếu tố chính, mà nó còn có nhiều yếu tố khác nữa. Và mối quan hệ giữa khớp cắn và rối loạn thái dương hàm vẫn còn là một cái điều gây tranh cãi giữa các cái tác giả khác nhau, các cái nghiên cứu khác nhau. Khớp cắn thì có thể ảnh hưởng đến rối loạn thái dương hàm theo hai cái cơ chế chính. Đấy là cái quan hệ khớp cắn và lồi cầu, một khi nó mất ổn định thì làm tăng các cái tải lực và xuất hiện các cái tải lực bất thường gây ra cái rối loạn nội khớp. Đồng thời một số cái thay đổi khớp cắn cấp tính, thay đổi đột ngột thì gây ra phản xạ co cơ bảo vệ của cơ thể và gây ra đau cơ. Một cái nguyên nhân nữa cũng thường được nhắc tới, đấy là nguyên nhân về chấn thương. Chấn thương thì có thể là chấn thương lớn, các cái chấn thương trực tiếp như gãy xương hàm dưới, hoặc là gián tiếp như các cái chấn thương ở cổ thì cũng có thể liên quan đến các cái rối loạn thái dương hàm. Và bên cạnh đấy thì các cái chấn thương nhỏ hay là các cái vi chấn thương cũng có tác động, ví dụ như là do mất cân bằng về tư thế ở những người mà gù lưng chẳng hạn, hoặc là các cái hoạt động cần chức năng như nghiến răng. Thậm chí người ta thấy là một số phụ nữ mà hay đi giày cao gót cũng có thể làm thay đổi tư thế và liên quan đến cái rối loạn thái dương hàm. Căng thẳng tâm lý, các cái stress cũng là một yếu tố quan trọng trong cái rối loạn thái dương hàm, và nó cũng như là một cái vòng xoắn bệnh lý. Stress gây căng cơ, là căng cơ thì nặng thêm thái cứ gây ra các cái cơn đau, các cái rối loạn thái dương hàm nó càng tăng lên. Một số cái nguồn đau khác ví dụ như là đau răng, đau xoang hay là đau ở các cái vùng xa hơn như vùng cổ chẳng hạn, có thể khiến cho cơ thể mình sinh ra những cái phản ứng co cơ bảo vệ, dẫn đến các cái hạn chế há miệng cũng như là các một số cái rối loạn về thái dương hàm. Một số hoạt động cần chức năng, các thói quen như là cắn má, cắn lưỡi, mút ngón tay, cắn bút, vân vân, thì cũng là những cái yếu tố tham gia vào cái gây rối loạn thái dương hàm.
hoặc là những cái thói quen mà chúng ta tưởng như vô hại, chẳng hạn như là ngồi chống cằm chẳng hạn, thì cũng có thể làm cho cái rối loạn thái dương hàm nó xuất hiện và nó nặng hơn. Tuy nhiên, ngoài các cái yếu tố bệnh căn thì một điều rất là quan trọng đấy là cái khả năng thích nghi của mỗi người do các cái yếu tố như là gen, sức đề kháng hay là các cái hormone, rồi yếu tố tuổi giới nữa. Nó cũng là một cái thành phần quan trọng trong cái chi phối cái khả năng thích ứng của cơ thể. Thế cho nên là ở những người mà có thể thích nghi tốt thì mặc dù có đủ các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như là răng lệch lạc chẳng hạn, khớp cắn không tốt, rồi có những cái thói quen không tốt, nhưng mà người ta cũng không có những cái dấu hiệu của rối loạn thái dương hàm. Một số cái dấu hiệu và triệu chứng của thái dương hàm chúng ta cần lưu ý đấy, thứ nhất là đau. Đau ở đây thì có thể là đau ở cơ hoặc đau ở khớp. Đau ở cơ thì có thể là do sự co thắt mạch máu rồi gây ra các cái tích tụ các chất trung gian và gây đau ở cái vùng cơ bị thiếu cấp máu. Đặc điểm của cái đau cơ này có thể là đau cơ khu trú hoặc là đau cơ lan tỏa. Và bệnh nhân thì có thể chỉ được ra các cái vị trí đau, ví dụ như đau vùng thái dương tương ứng với cơ thái dương, hoặc là đau ở vùng má tương ứng với cơ cắn, đau ở mặt trong góc hàm tương ứng với cơ chân bướm trong. Lúc đầu thì chỉ xuất hiện ở lúc vận động hay là ngay sau khi vận động hàm dưới, nhưng mà sau đấy thì nó xuất hiện tăng lên cả khi nghỉ, và từ đấy thì làm cho hạn chế há miệng, tức là giảm cái biên độ vận động của hàm dưới. Thứ hai là đau khớp. Đau khớp thì có thể là do cái mô sau đĩa, ở mô sau đĩa khớp nó bị nén và gây ra đau. Và đau khớp thì thường khu trú ở vùng trước nắp tai, đau có thể tự phát hoặc là do khi chúng ta cử động hàm dưới hoặc là khi ấn vào vùng khớp, rồi nằm nghiêng một bên cũng có thể tác động vào vùng khớp và đau. Đặc điểm của nó thì tùy theo các cái tổn thương, đau khớp này thì có thể có các cái đặc điểm khác nhau, ví dụ như là trật đĩa khớp có hồi không hồi phục chẳng hạn, thì đau thoáng qua liên quan đến cử động hàm vân vân. Viêm mô sau đĩa thì đau phần sau khớp, đau âm ỉ liên tục và tăng lên khi nghiến chặt răng. Ở những trường hợp viêm khớp hoặc thoái hóa khớp thì gần như là mọi cái cử động hàm đều gây ra đau ở vùng khớp, và thường lúc này thì bề mặt các bề mặt khớp nó không được nhẵn, cho nên là thường có cái tiếng lào xào khớp. Trong những trường hợp viêm bao khớp, viêm bao hoạt dịch thì đau ở phần ngoài khớp, đau âm ỉ liên tục và đau ở vị trí tĩnh tăng lên khi mà có cái cử động hàm, bởi vì lúc đấy là các cái bao khớp bị kéo giãn. Một cái dấu hiệu nữa đấy là các cái rối loạn về chức năng, bao gồm có tiếng kêu khớp và rối loạn vận động khớp. Về tiếng kêu khớp thì chúng ta thấy có thể có tiếng lục cục hay là có thể gọi là click. Thì cái âm thanh tạo ra do khi mà chúng ta há miệng thì cái lồi cầu di chuyển ra phía trước, và lúc đấy cái đĩa khớp nó thay đổi vị trí, và các cái thay đổi này nó sẽ gây ra những cái tiếng kêu lục cục và thường xuất hiện ở trong cái rối loạn trật đĩa khớp có hồi phục. Hoặc là cái tiếng kêu lào xào chẳng hạn, đây là những cái âm thanh hỗn hợp gây ra ở bề mặt khớp bị thô ráp trong viêm khớp hoặc là thoái hóa khớp, bề mặt không đều cho nên là gây ra những cái tiếng kêu lào xào khi mà hàm dưới chuyển động. Đặc điểm của tiếng kêu khớp thì là đây là một cái dấu hiệu phổ biến nhất trong các cái dấu hiệu rối loạn thái dương hàm ở người trưởng thành. Tuy nhiên thì nếu mà bệnh nhân mà thường không có những cái triệu chứng hoặc dấu hiệu khác kèm theo thì cái tiếng kêu khớp người ta thấy cũng không phải là cái triệu chứng để mà bệnh nhân đến khám, bởi vì là thường bệnh nhân người ta thích nghi và người ta thấy nó cũng bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo là cái rối loạn vận động khớp. Rối loạn vận động khớp thì có thể do các cái rối loạn nội khớp như là trật đĩa khớp, hoặc là do các rối loạn ở cơ như phản ứng co cơ. Và đặc điểm là hạn chế há miệng. Ngoài ra có thể hạn chế các cái cử động khác, ví dụ như là đưa hàm sang bên hoặc là đưa sang trái, đưa hàm sang bên, sang trái, sang phải. Hoặc là lúc mà chúng ta há miệng thì nó sẽ cái đường há miệng của ta nó sẽ rích rắc hoặc là há lệch sang bên. Bình thường thì lúc chúng ta há miệng thì cái đường há miệng của chúng ta là một đường thẳng. Ở đây thì lúc mà có rối loạn thì nó sẽ là một cái đường vận động rích rắc hoặc là lệch sang bên. Ngoài ra thì có thể có các cái biểu hiện khác ở răng và mô quanh răng, ví dụ như là mòn răng bệnh lý hoặc là nhạy cảm, ngà, viêm tụy răng, răng lung lay, mòn cụ răng hoặc là tiêu xương cụ răng. Về đánh giá lâm sàng và cần lâm sàng thì chúng ta sẽ phải khám để phát hiện ra các cái vấn đề về
rối loạn thái dương hàm. Thứ nhất là khám hệ thống cơ nhai để chúng ta có thể sửa nắn, áp dụng cho các cái cơ như là cơ thái dương, cơ cắn, cơ ức đoàn trũng. Trên hình chúng ta thấy có thể thấy đây là cái động tác khám cơ thái dương. Chúng ta sờ ba phần, phần trước, phần giữa, phần sau của cơ, cũng như là sờ cái nguyên ủy của cơ ở cái mõm vẹt phía trong miệng. Cũng có thể thực hiện thêm một số cái nghiệm pháp để đánh giá cái tình trạng của khớp, của cơ, ví dụ như là để đánh giá cái cơ chân bướm trong, cơ chân bướm ngoài, hoặc là bó trên, cơ chân bướm ngoài, bó dưới. Ở đây thì chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân đẩy hàm dưới ra trước và chống lại lực. Nếu mà chúng ta làm như thế bệnh nhân đau thì tức là cái dấu hiệu này là dương tính, cái nghiệm pháp này dương tính. Hiện nay thì có những cái phương tiện để người ta ghi điện cơ, người ta đánh giá lại cái các cái thông số để từ đấy góp phần đưa ra cái chẩn đoán cho nó chính xác hơn. Về khớp thì chúng ta sờ khớp trong lúc mà bệnh nhân ở các cái tư thế tĩnh hoặc là trong các cái chuyển động hàm dưới, trong lúc bệnh nhân há ngậm miệng. Rồi cũng giống như là khám cơ thì chúng ta cũng có một số cái nghiệm pháp để đánh giá cái tình trạng của khớp, ví dụ như là cắn bông để tạo ra cái lực ép đều ở giữa, để tạo ra cái lực ép đều hai bên cái khớp thái dương hàm. Và lúc này chúng ta kiểm tra xem thử là bệnh nhân đau ở khớp bên nào. Rồi tác động một lực lên cái khớp, chúng ta đẩy cái xương hàm dưới ra sau lên trên, và cái lúc này cái khớp thái dương hàm bị đau thì tức là nó có cái tình trạng viêm ở cái vùng mô sau đĩa như trên hình chúng ta thấy. Hoặc là chúng ta cho bệnh nhân cắn bông một bên thì cái bên cắn bông thì cái có bông thì cái lực ép nó sẽ giảm, còn bên kia thì cái lực ép nó sẽ tăng lên. Cái khớp bên ép nếu mà nó đau thì chứng tỏ là có vấn đề ở khớp. Rồi chúng ta có thể đánh giá cái âm thanh, nghe các cái tiếng kêu khớp bằng ống nghe trực tiếp, hoặc là hiện nay cũng có các cái thiết bị để ghi cái âm thanh ở khớp trong lúc chúng ta chuyển động hàm dưới. Tiếp theo là chúng ta đánh giá tình trạng răng, xem răng bị mòn hay không, rồi tình trạng mất răng, các cái răng có bị đổ nghiêng hay không, đánh giá răng ở các cái vị trí tương quan trung tâm, rồi khớp cắn lồng mũi tối đa, ở vị trí lồng mũi tối đa. Đánh giá răng theo ba hướng, phía trước, hai bên, rồi cho hàm dưới chuyển động theo các hướng ra trước, sang bên phải, sang bên trái, để chúng ta đánh giá hết các cái điểm chạm bình thường, điểm chạm sinh lý hay là các cái điểm chạm bất thường. Chúng ta phân tích khớp cắn cho bệnh nhân dùng dây cắn. Thì trước đây thì cái dùng dây cắn là cái phương tiện phổ biến nhất để sử dụng để đánh giá các cái điểm chạm sinh lý và bất thường. Còn hiện nay thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương tiện đánh giá phân tích khớp cắn bằng kỹ thuật số touch scan, cũng rất là mới và cái này cho kết quả cũng rất là tốt. Hiện nay thì ở Đại học Y cũng đang sử dụng cái phương tiện này để đánh giá cái khớp cắn, phân tích khớp cắn. Về X-quang thì có một số cái phương tiện để đánh giá cái khớp thái dương hàm. Ở đây thì có cái phim toàn cảnh, hay chúng ta còn gọi là phim panorama. Thì cái phim này nó cho chúng ta thấy tổng thể cái hàm răng cũng như là xương hàm dưới. Cái ưu điểm của nó thì khảo sát được một cái vùng khá là rộng và kỹ thuật chụp tương đối đơn giản, chi phí thì vừa phải và bệnh nhân có thể thoải mái. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có thể không thấy rõ được hõm khớp và lồi khớp vì nó có một số cái điểm chồng bóng. Ở đây thì chúng ta có thể đánh giá được tổng thể, và ở đây cũng cho thấy chúng ta thấy được cái lồi cầu ở đây bên này nó cũng có cái bất thường, đúng không ạ? Có thể thấy được các cái răng bị sâu, răng mọc ngầm, răng bị viêm ở vùng chóp để đưa ra các cái nhận định, hoặc là có những trường hợp bệnh nhân đau răng chúng ta phải chẩn đoán, thì chúng ta có thể dùng phim này để chẩn đoán loại trừ các nguyên nhân đau ở răng. Chụp tia hình nón, CT cone beam. Đây là một cái cấu trúc bình thường đánh giá theo ba mặt phẳng, nằm ngang, đứng dọc và đứng ngang. Ưu điểm thì nó cung cấp hình ảnh ba chiều cho nên là nó và các cái bất thường trong khớp thái dương hàm, tổn thương gai xương ở trên cái vỏ xương vỏ của lồi cầu ba mức độ khác nhau. Đúng. Ở đây thì chúng ta thấy là cái trên phim CT cone beam thì chúng ta địa khớp ra trước, và để khẳng định cái này thì
Hiện nay chúng ta có cái chụp MRI, chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán xác định, chụp những cái này để chẩn đoán xác định những cái trường hợp rối loạn nối khớp. Ưu điểm thì là nó có những ưu điểm, rất trang thiết bị nó cũng khá là phức tạp, thế cho nên là cũng không thể phổ biến được. Đến nay thì nó cũng chưa được tình trạng của đĩa khớp, trật đĩa khớp. Trên hình ảnh đây là hình ảnh của trật đĩa khớp ra trước có hồi phục. Ảnh chúng ta có thể thấy một cái hình ảnh của một cái trật đĩa khớp ra trước có hồi phục kia sẽ ở trên cái lồi cầu. Về phân loại rối loạn thái dương hàm thì có nhiều cái cách phân loại khác nhau. Tuy nhiên thì năm 2014 có các cái, ở đây người ta phân loại ra các cái rối loạn cơ và các cái rối loạn khớp. Hầu hết các cái, và cũng có rất là nhiều trường phái, nhiều quan điểm điều trị khác nhau và tùy theo nguyên nhân để có những phương pháp điều trị. Và người ta chia ra làm hai cái nhóm chính, đấy là điều trị khớp cắn thì có cái phần điều trị bảo tồn không xâm lấn, tức là chỉ thay đổi khớp cắn của bệnh nhân một cách tạm thời. Điển hình là cách sử dụng máng nhai, ở đây là cái khí cụ mà bao phủ một phần hay toàn bộ các cái răng hàm trên hàm dưới, vật liệu làm bằng nhựa acrylic như chúng ta thấy ở trên hình ạ. Và thường thì chúng ta sẽ làm cái máng nhựa này cho bệnh nhân ở hàm trên. Mục tiêu là đưa cái lồi cầu về vị trí ổn định cơ xương tốt nhất, tức là vị trí tương quan tâm, khi các răng tiếp xúc đồng thời và đồng đều, nó sẽ tạo ra cái khớp cắn tối ưu và giảm các cái hoạt động cơ. Chỉ định trong các cái rối loạn cơ như là đau cơ tại chỗ, co thắt cơ hoặc là viêm mô sau đĩa, chấn thương. Rồi máng định vị ra trước, nó sẽ giúp cho tạm đưa cái lồi cầu ra trước để giảm cái áp lực và tăng cái khả năng thích nghi của mô sau đĩa. Chỉ định trong trường hợp mà trật đĩa khớp có hồi phục hoặc là trần đĩa khớp khóa hàm ngắt quãng, mô sau đĩa khớp, viêm mô sau đĩa khớp. Cái máng này giúp cho đưa cái hàm dưới ra trước hơn so với cái vị trí tương quan tâm. Rồi có những cái máng khác nữa, ví dụ như là các cái tấm cắn phía trước, tấm cắn phía sau. Trong điều trị khớp cắn thì có cái biện pháp nữa là điều trị khớp cắn xâm lấn, tức là điều chỉnh khớp cắn. Ở đây chúng ta có thể thấy là khi bệnh nhân di chuyển hàm thì thường các cái không có các cái điểm chàm bất thường. Ở đây có cái điểm chàm bất thường có cản trở khớp cắn khi di chuyển hàm, thì chúng ta sẽ đánh giá bằng cách phân tích khớp cắn và mài chỉnh cái điểm chàm đấy. Cũng có thể là làm bằng phục hình răng khi các răng bị mòn hoặc là bị có hình thể nó không phù hợp, hoặc là điều trị chỉnh nha, nắn chỉnh răng cho những cái hàm răng khớp khểnh, hoặc là chúng ta có thể phẫu thuật chỉnh hình tạo lại cái tương quan hai hàm tốt nhất có thể cho bệnh nhân. Một biện pháp nữa đấy là hạn chế căng thẳng, stress, có thể là kiểm soát cảm xúc bằng cách giáo dục nhận thức về rối loạn thái dương hàm và stress, rồi giảm các cái yếu tố kích thích như là cà phê, thuốc lá, rồi có thể tìm đến bác sĩ tâm lý, rồi kiểm soát các hành vi, hạn chế các cái hành vi, các cái hoạt động mà không được, không tốt. Ví dụ như là chúng ta khuyến khích bệnh nhân ăn mềm, không sử dụng kẹo cao su, rồi ngưng các cái thói quen xấu như là cắn chặt hàm, cắn bút, hoặc là những cái thói quen mà chúng ta tưởng như là vô hại, ví dụ như là nằm ngủ nghiêng một bên, rồi ngồi chống cằm lâu chẳng hạn, thì nó cũng không tốt cho cái khớp thái dương hàm, đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm hơn. Rồi các cái liệu pháp thư giãn cơ. Bên cạnh đấy thì cũng có những cái điều trị bằng thuốc giảm đau chống viêm, rồi thuốc giãn cơ chống lo âu trầm cảm, hoặc là có thể tiêm hoặc bôi thuốc bề mặt gây tê tại chỗ chẳng hạn để giảm đau. Các cái biện pháp vật lý trị liệu hỗ trợ cũng được sử dụng, ví dụ như là xoa bóp hoặc là các cái biện pháp hỗ trợ khác, kích thích bằng điện chẳng hạn, hoặc là điều trị bằng các cái laser năng lượng thấp. Hiện nay thì ở Đại học Y cũng đã có gần như là đầy đủ hết các cái phương pháp để điều trị cái rối loạn thái dương hàm, và tùy theo từng bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ khám, chẩn đoán và đưa ra cái phương hướng, cái kế hoạch điều trị tốt nhất có thể cho bệnh nhân. Thường là chúng ta cũng phải phối hợp nhiều phương pháp trên một bệnh nhân. Và cuối cùng thì cái giải pháp nữa là đấy là điều trị phẫu thuật. Thì điều trị phẫu thuật thì có các cái phẫu thuật về đĩa khớp, bao khớp dây chằng, hoặc là tạo hình chỏm lồi cầu, nối soi khớp, thậm chí là thay đĩa khớp, thay khớp vân vân. Thì trên đây là một số cái nét cơ bản về rối loạn thái dương hàm. Vâng, tôi xin hết.